Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Nguyễn Rubik ha. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn giải Rubik Pyramid hay còn gọi là Rubik tam giác. Thì Rubik này nó có tổng cộng là 4 mặt nha các bạn. À. Thì Rubik này nó xoay vậy nè. Đó. Rồi mình sẽ làm lộn xộn lên để chúng ta cùng giải ha. Đó. Mình đã làm lộn xộn lên nè. Rồi. Trước khi giải mấy bạn để ý đó thì mình giải là đầu tiên mình sẽ giải cái mặt màu vàng trước. Rồi, mình chỉ cho mấy bạn một cái mẹo nè. Để mà giải được cái mặt màu vàng này á thì mấy bạn để ý cái đỉnh của nó. Cái đỉnh nào mà nó không có cái màu vàng á các bạn. Như này là này có màu vàng nè, này có màu vàng nè. Này cũng có màu vàng nè, có cái này là không có màu vàng nè các bạn. Thì bạn sẽ để nó bên trên đó. Còn cái mặt màu vàng mình sẽ để hướng về phía mình. Còn cái đỉnh không có thì mình để bên trên ha. Rồi mấy bạn cứ xoay vậy nè. Xoay vậy không quá 3 lần nha bạn. Các bạn sẽ thấy được cái tâm. Đầu tiên là mình giải cái tâm này nè đó. Mình giải cái tâm này trước. Tâm này nè đó. Như vậy là nó được hai cái nha bạn. Mình cần tìm cái này nữa. Các bạn cứ xoay vậy nè. Không quá 3 lần các bạn. 1 2 đó, là sẽ ra được cái tâm. Rồi. Sau khi ra được cái tâm rồi á, mấy bạn xoay lại cho nó đúng cái đỉnh màu vàng của nó luôn. Tại vì ba cái tâm này mà nó đã đúng được cái mặt này á thì chắc chắn là mấy cái đỉnh này thì nó sẽ về đây thôi. Đó. Rồi, sau khi mà giải được cái đỉnh này á, xây mấy cái đỉnh xong á với cái tâm á thì mấy bạn để nó bên dưới. Rồi mấy bạn tìm mấy cái cặp cạnh của nó nè. Cặp cạnh của nó thì nó sẽ nằm trên tầng 2 nha các bạn. Đó, thì màu vàng nè. Mấy bạn để ý nè, màu vàng xanh lá cây, màu xanh vàng xanh lá cây thì mấy bạn sẽ quay cái màu xanh lá cây này về với cái cạnh của nó nha các bạn. Đó. Sao biết được cái nào là cái cạnh của nó thì mấy bạn để ý nè. Mấy cái cạnh cạnh này nè. Cạnh của khối tam giác này nè, nãy mình đã làm nè, là đúng rồi nè. Đó. Thì mấy bạn để như vậy. Để nó về cái tâm của nó. Vậy là sai nha các bạn. Vậy là không có được. Mấy bạn để nó về cái tâm của nó. Cái cạnh này mình để nếu mà nó nằm bên phải á thì mình sẽ xoay qua bên trái. Các bạn xoay giống theo mình nha. Lên qua xuống đó lại sẽ được một cạnh các bạn. Rồi tiếp theo là cái cạnh này đó, đây nè các bạn, cạnh nó đây nè. Mình sẽ đưa nó về cái mặt màu xanh dương của nó nha các bạn. Màu xanh dương đó nè, đó màu vàng nó sẽ xuống đây, màu xanh dương sẽ xuống đây, vàng xuống đây, xanh dương xuống đây là đúng. Rồi nằm bên phải phải không, mình sẽ quay nó qua bên trái. Đó. Đưa dưới lên, quay qua, cả về. Đó. Còn cạnh cuối cùng là đây, vàng đỏ. Đó. Mình đưa nó về cái cạnh của nó nè, cái mặt của nó. Rồi tiếp tục làm giống vậy thôi. Lên, qua, xuống. Đó. Vậy là mình đã xong được tầng 1 rồi mấy bạn. Rồi mình ví dụ cho các bạn thêm một trường hợp đó nè. Là ví dụ như vậy thì sao? Nó cái màu vàng nó nằm qua bên đây thì mình phải làm sao? Thì đơn giản đó các bạn. Nếu mà nó nằm bên trái phải không? Thì bạn sẽ cho cái bên dưới nó sẽ qua bên phải. Nè, lên. Rồi mình sẽ quay qua bên phải luôn. Qua, xuống. Đó. Vậy là nó sẽ xong nha các bạn. Rồi. Mình sẽ tiếp tục mình làm tầng thứ hai của Rubik tam giác này nha các bạn. Thì tầng thứ hai nha. Trường hợp thứ nhất á là nó có hình vậy nè. Đó. Là mấy cái cạnh của nó là đúng rồi nè. Mấy cạnh của nó vòng vòng là đúng hết rồi các bạn. Chỉ có cái tâm của nó là sai thôi. Mấy cái đỉnh này thì nó không có thay đổi gì đâu. Nó quay sao cũng được trơn á. Bạn thích thì quay nó lại cho đúng mặt, còn để vậy cũng được, hồi giải không sao. Đó. Trường hợp như vậy á thì mấy bạn đếm cũng được mà áp dụng công thức cũng được.
Ví dụ như các bạn sử dụng công thức nè, các bạn sử dụng dấu giống mình nha. Nè, R. R nè, R là bên phải nè các bạn. Cùng chữ kim đồng hồ nè, giống như 33 vậy đó. Mình tính về R ha. Rồi còn về 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 L nữa bạn. L nè. Về R phẩy. Ngược chữ kim đồng hồ là R phẩy. Rồi, ngược chữ kim đồng hồ là L phẩy. Vậy là U nè. U nè. U là cùng chữ kim đồng hồ đó bạn. U phẩy là ngược chữ kim đồng hồ. Đó. Vậy thôi à. Rồi, bây giờ mình trường hợp này á, thì các bạn để mặt nào cũng được hết trơn nha các bạn. Dù như bạn không sửa các bạn để về thì nó không được, các bạn sửa cho nó đúng luôn. Rồi, các bạn sử dụng công thức nha. R U R phẩy U R U 2 U R phẩy. Mình xin lỗi. Đó, rồi sẽ ra các bạn. Đó, mình đã hoàn thành ha. Nếu như các bạn không thích sử dụng công thức á thì các bạn cứ đếm cũng được nè, xuống lên xuống 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 lên xuống xuống đó, xong rồi các bạn. Rồi trường hợp thứ hai nha các bạn. Trường hợp thứ hai á là nó chỉ có một cái cạnh đúng thôi, một cái cạnh đúng thôi, còn mấy cạnh này nó sai thì mấy bạn sẽ để cái cạnh đúng á, cạnh đúng ở phía trên phía trước mình nha các bạn. Mình sẽ áp dụng công thức như vậy nè. Giờ L nè mấy bạn. Đó. L R phẩy L phẩy R U phẩy R U phẩy R U R phẩy. Đó, thì nó sẽ ra mấy bạn. Đó. Ví dụ như mấy bạn mà không có thích học kiểu công thức á thì mấy bạn cũng để giống mình mà mấy bạn cứ đếm thôi. Xuống bên trái một cái nè. Thì xuống bên phải một cái. Lên bên trái thì lên bên phải. Rồi, lên trên hai tầng thì bên phải lên luôn. Đó. Xuống dưới hai tầng thì bên phải xuống. Đó, là nó cũng hoàn thành nha mấy bạn. Bạn đếm cũng được, mà chơi công thức cũng được. Rồi, các bạn thấy có khó quá không? Nếu khó thì hãy bình luận bên dưới ha. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nếu mà bạn thấy video hay á thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm nhiều cái video dễ rubik khác hướng dẫn các bạn ha. Cảm ơn các bạn.